Kính thưa quý vị, liên quan đến việc tiêm vaccine cho người dân, đến nay đã xuất hiện nhiều ý kiến thắc mắc, nhất là khi nguồn cung vaccine ở Việt Nam đã dần dần ổn định hơn thời gian trước đây, mặc dù vẫn còn nhiều địa phương đang rất cần vaccine. Trong chuyên mục nhận định ngày hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị cùng lắng nghe ý kiến của giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, giám đốc chương trình nghiên cứu di truyền dịch tễ học và loãng xương thuộc Viện Nghiên cứu Y khoa Governor. Thưa giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, hiện nay có một số ý kiến trái chiều liên quan đến việc tiêm vaccine COVID-19 cho các bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh. Đối tượng này thuộc nhóm trì hoãn tiêm chủng trong vòng 6 tháng. Hiện nay, vấn đề này đang được các chuyên gia khoa học hay các nhà nghiên cứu giải thích và có lời khuyên như thế nào ạ? Thì cái câu hỏi này thì nó quy về cái câu hỏi rất là căn bản là giữa mà miễn dịch tự nhiên với mà miễn dịch nhờ về vaccine thì cái nào tốt hơn. Thì như chúng ta biết rằng là đối với những người nào đã bị nhiễm rồi đã được bình phục thì người ta có cái gọi là miễn dịch tự nhiên. Đó chính là lý do mà tại sao một ông thượng nghị sĩ, thì phải một thượng nghị sĩ ở bên Mỹ, khi mà ông ra mà điều chỉnh trước Quốc hội thì có người hỏi tại sao ông không tiêm vaccine. Là ông nói bởi vì là tôi đã bị nhiễm COVID-19 rồi tôi bình phục sau đó, do đó là tôi đã đạt được cái miễn dịch, tôi không có cần tiêm vaccine. Thì câu hỏi đó thì đó là cái sự tranh cãi đó là vậy. Nhưng mà tôi nghĩ thế này là mình tôi mới trình bày câu chuyện đó là để mà cho thấy rằng là đây là một cái vấn đề nó còn trong dòng tranh cãi. Có người lý giải rằng là họ đã bị nhiễm và đã bình phục, và như ông thượng nghị sĩ nói thì miễn dịch không có, ông không cần tiêm vaccine. Nhưng mà cái quan điểm chính thống ở đây, ý tôi muốn nói quan điểm chính thống tức là quan điểm của các cái nhà chức trách và các cơ quan y tế kể cả ở Úc và ở Mỹ cũng vậy, thì người ta cho rằng là ngay cả mà mình đã bị nhiễm và đã bình phục từ bệnh COVID-19 thì vẫn cần phải tiêm vaccine. Thì cái lý do đằng sau của nó là như vậy, là nó có một cái nghiên cứu rất là lớn ở Do Thái, nó mới công bố hình như đó khoảng chừng một tháng trước ấy. Thì trong nghiên cứu này là các cái nhà khoa học Do Thái họ so sánh tỷ lệ mà tái nhiễm ở những người đã bị nhiễm và không tiêm vaccine so với những người mà đã bị nhiễm, bình phục và tiêm vaccine. Thì kết quả rất là thú vị, nó cho thấy rằng là ở cái nhóm mà đã bị nhiễm, bình phục và tiêm vaccine thì có cái nguy cơ mà tái nhiễm thấp hơn cái nhóm mà chưa tiêm vaccine đâu khoảng chừng, nếu mà tôi nhớ không lầm, khoảng chừng 50%. Nhưng mà cái khoảng tin cậy 95% nó có thể dao động từ 0.4 cho đến 0.9, tức là do đó là có thể là cũng không có khác biệt gì nhau gì mấy. Thành ra là dựa vào cái kết quả nghiên cứu đó, đa số các cái giới chức y tế trên thế giới người ta khuyến khích rằng là ngay cả khi mà mình đã bình phục sau khi bị nhiễm COVID-19 thì mình cũng cần nên tiêm vaccine. Khả năng F0 tái nhiễm nếu không tiêm vaccine là như thế nào thưa giáo sư? Thì một lần nữa đây cũng là một cái câu hỏi mà tôi cũng tự hỏi hoài, bởi vì dù mình cũng đã tiêm được 2 liều, thành ra mình cũng phải tự tìm hiểu rằng cái xác suất mà mình bị lây nhiễm, bị người khác lây nhiễm là bao nhiêu. Thì rất là may mắn cũng có một cái nghiên cứu, lại một nghiên cứu nữa từ bên Do Thái. Thì ở những người mà đã bị nhiễm và chưa tiêm vaccine, thì trong số 16.000 người là có 19 người là bị tái nhiễm. Okay, là bị tái nhiễm. Nhưng mà ở cái số mà 16.000 người, cũng 16.000 người, là không có bị nhiễm trước đây nhưng mà đã được tiêm vaccine thì có khoảng chừng 240 người bị nhiễm. Như vậy thì
Cái nghiên cứu này cho thấy rõ ràng là cái nếu mà mình so sánh giữa cái người mà có cái miễn dịch mà tự nhiên, tức là họ đã bị nhiễm rồi nhưng mà họ bình phục và họ không tiêm vaccine, thì chỉ có 19 20 người trên 16.000 người là bị tái nhiễm thôi, so với 1.5% ở những người chưa bị nhiễm nhưng mà đã tiêm đủ hai liều vaccine, là có độ khoảng chừng 1 mấy phần trăm, như 1.5%. Thành ra là như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là nếu mà mình so sánh như vậy thì mình thấy rõ ràng là những người mà có mà miễn dịch tự nhiên thì nó có vẻ tốt hơn là miễn dịch nhờ vào vaccine. Và quay lại cái câu chuyện mà tôi nói lúc đầu đó, là đó cũng chính là lý do mà tại sao ông thượng nghị sĩ ở bên Mỹ, ông Rand Paul, ông lý giải dựa vào nghiên cứu này. Ông nói rằng đó là cái miễn dịch tự nhiên của ông nó tốt hơn là miễn dịch nhờ vào vaccine. Nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà suy nghĩ theo như ông thượng nghị sĩ thì có lẽ là hơi quá đơn giản. Cái vấn đề được đặt ra là thế này, là ở những người mà đã bị nhiễm thì cái câu hỏi được đặt ra là họ bị nhiễm nặng hay là nhiễm nhẹ. Nếu mà bị họ mà bị nhiễm nặng mà họ bình phục trở lại đó thì tôi nghĩ là chắc là hệ miễn dịch của họ là khá khá là tốt. Nhưng mà nếu mà họ bị nhiễm trước đây mà họ bị nhiễm nhẹ thôi và họ bình phục đó, thì chưa chắc là cái mức độ miễn dịch nó bằng là tiêm đủ 2 liều vaccine. Thành ra là đó cũng là cái lý giải mà tại sao mà những nhà chức trách y tế ở các nước phương Tây là họ khuyến khích mình á, là cho dù anh đã bị nhiễm và anh đã bình phục thì cũng nên tiêm ít nhất là 1 liều vaccine. Thưa giáo sư, một số người cho rằng cần tiêm mũi thứ ba và ở một số nước đã tiến hành việc này. Theo ông, có cần tiêm mũi ba hay thậm chí là mũi thứ tư như một số ý kiến đã đặt ra hay không ạ? Thì đấy là một cái vấn đề lại một lần nữa là nó cũng gọi là gây ra rất là nhiều tranh cãi. Bởi vì người ta nói rằng nếu mà mình mà thật sự mà dựa vào chứng cứ khoa học đó, thì trong tất cả các cái nghiên cứu, ví dụ nghiên cứu của Pfizer rồi nghiên cứu của AstraZeneca, thì tất cả đều là dùng 2 liều vaccine thôi, chứ không có 3 liều. Thế nhưng mà tình hình thực tế nó xảy ra như chúng ta thấy là ở một cái số nơi, không phải tất cả đâu, ở một số nơi là cũng có khoảng chừng 70% những người mà đã được tiêm đủ 2 liều vaccine thì cái làn dịch, làn sóng dịch mới nó vẫn xảy ra, mặc dù nó không có nặng nề như trước đây, như là trước khi tiêm vaccine. Do đó là người ta đề nghị rằng chắc có lẽ là mình cũng nên tiêm liều thứ ba. Nhưng mà như tôi nói, đây là cũng là cái vấn đề mình không có chứng cứ, thành ra nó gây ra rất là nhiều tranh cãi. Nếu mà mình có mà chứng cứ khoa học ấy, thì ít gây tranh cãi lắm. Trong trường hợp này mình không có đủ chứng cứ, thành ra là người nói vậy người nói thế kia. Ở một số nước, ví dụ như ở Úc thôi chẳng hạn, thì không phải là ai cũng được khuyến khích hay là được chỉ định tiêm liều thứ ba đâu, không phải ai cũng 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 được chỉ định như vậy đâu. Người ta chỉ định những người mà đã tiêm 2 liều vaccine nhưng mà có cái hệ miễn dịch là nó yếu. Hệ miễn dịch ở đây yếu hiểu theo nghĩa là họ mắc những cái bệnh nền, hoặc là họ dùng những cái loại thuốc đó mà làm có thể mà làm cho cái hệ miễn dịch họ yếu, thì những người đó mới cần tiêm vaccine liều thứ ba. Chứ còn những người bình thường như tôi chẳng hạn thì không không có ai khuyến khích, khuyến cáo mình là phải tiêm liều thứ ba cả. Thì mới đây thì tôi theo dõi một cái trường hợp, người ta cũng hỏi vậy, nếu mà tới liều thứ ba rồi chẳng lẽ tới liều thứ tư hay sao, thậm chí liều thứ năm. Thì có một người cũng rất là uy tín, người đó không không ai khác hơn là ông Fauci, bị ông có giảng trong một cái hội nghị mà tôi mới tham dự ở bên Úc này. Thì ông nói rằng đa số, ngay cả ông cũng vậy, đa số các cái chuyên gia người ta đều đồng ý rằng chắc có lẽ là tiêm đến liều thứ ba là đủ rồi, chứ liều thứ tư thì chắc có lẽ không cần thiết đâu, và liều thứ năm thì là chắc có lẽ là nó hơi tưởng tượng hơi xa. Thành ra là hy vọng rằng chế tới liều thứ ba cho những người mà hệ miễn dịch là bị suy giảm thôi, chứ còn những người bình thường thì không cần đến liều thứ ba.
Thưa giáo sư, nhiều người sau khi tiêm hai mũi vaccine vẫn bị cách ly khi đến các địa phương khác. Ở các nước thì chính sách với người tiêm đủ hai mũi vaccine là như thế nào? Và giáo sư có khuyến cáo gì đối với Việt Nam ạ? Tôi nghĩ rằng là chúng ta nên học ở một số các nước phương Tây, chẳng hạn như là ở Úc tôi đây, hay là ở tiểu bang New South Wales mà tôi đang ở đây, là họ khi mà họ đã quyết định mở cửa, thì đối với những người mà đã được tiêm hai liều, cho dù họ là người ngoại quốc mà đến nước Úc á, họ đã tự tiêm hai liều rồi thì họ không có bị cách ly. Và điều đó tôi nghĩ nó cũng đúng thôi, là bởi vì nếu mà chúng ta tin tưởng rằng là vaccine nó có hiệu quả, và sự thật thì vaccine nó có hiệu quả, và người ta đã tiêm đủ hai liều, và ở địa phương này, ví dụ như ở thành phố Sydney này chúng tôi thì cũng khoảng 90% dân chúng đã tiêm được hai liều, thì không có lý do gì mình cách ly người ta cả. Thành ra là tôi nghiêng về cái chính sách là mình không nên cách ly những người đã tiêm đủ hai liều vaccine, đặc biệt là ở Việt Nam chúng ta rất cần là du khách. Thú thiệt là cuối năm nay tôi cũng dự định là đi về Việt Nam, nhưng mà tôi nghe cái chuyện mà phải cách ly một tuần thì chắc chắn là tôi sẽ không đi. Tôi sẽ đi Thái Lan hoặc là Singapore hơn, là vì ở đó người ta có chính sách là không cách ly những người mà đã được tiêm đủ hai liều vaccine ở nước ngoài. Thành ra là tôi nghĩ rằng Việt Nam chúng ta cũng nên xem xét cái cách làm của mấy nước láng giềng. Chứ nếu mà mình giữ cái cách làm kiểu như là cách ly một tuần, nếu mà người ta đi du lịch hay là đi nghỉ hè ở Việt Nam mà hai tuần mới nó cách ly một tuần thì không có lý do gì người ta phải đi Việt Nam cả. Người ta có thể chọn đi những nước khác. Và đối với những người trong nước cũng vậy. Nếu mà người ta đã gọi là tiêm đủ hai liều vaccine rồi thì người ta đã tự bảo vệ cho người ta, thì đáng lẽ họ mới là người sợ gọi là bị lây nhiễm hơn là họ lây nhiễm cho người ta. Thành ra là tôi thấy không có lý do gì để mà mình phải cách ly những người như thế cả. Mình nên gọi là học theo tham khảo, hoặc là mình học theo cái chính sách mà ở nước ngoài người ta đang làm, là đối với những người mà tiêm đủ hai liều vaccine thì không nên cách ly họ. Thưa giáo sư, vaccine hay miễn dịch tự nhiên đều không thể bảo vệ con người 100% khỏi việc lây nhiễm COVID-19. Phải chăng tương lai chúng ta sẽ phải đối diện với các đợt bùng phát dịch mới? Và chúng ta nên chuẩn bị tâm thế gì để đối diện và giảm thiểu rủi ro ạ? Thì tôi nghĩ rằng là chắc chắn rằng là cái con virus này nó không đi đâu cả, mà nó sẽ tồn tại với chúng ta và trong thế giới này. Và nó cũng như là bao nhiêu con virus khác đã tồn tại trong quá khứ. Thành ra là ngay từ cái lúc mà dịch bắt đầu thì tôi cũng đã dự báo rằng chắc có lẽ là chúng ta phải sống chung với con virus mà thôi. Và đó cũng chính là cái chính sách mà rất nhiều nước trên thế giới người ta cũng xác định về cái vị trí đó, là mình phải sống chung với con virus này. Trong tương lai thì chắc chắn là với những cái can thiệp như là vaccine rồi thuốc vân vân, thì tôi nghĩ rằng là con vaccine này nó sẽ biến hóa thành nhiều cái biến thể khác. Thì chúng ta đã biết rồi mà đã có biến thể Delta, rồi bây giờ tới Gamma, rồi tới Eta vân vân, nó nhiều lắm. Thành ra là chắc chắn rằng là những biến thể này khi mà nó đã đủ cái nói theo tiếng Anh là momentum, tức là đủ cái động lực, thì nó có thể dễ dàng gây ra một cái trận dịch mới. Và đó cũng chính là lý do mà tại sao mà ông Tổng Thư ký Tổ chức Y tế Thế giới ông mới cảnh báo rằng là thế giới là coi chừng là sẽ phải kinh qua một cái trận dịch mà rất là khó kiểm soát trong tương lai. Thì tôi nghĩ là ông ấy không phải là nói theo ngôn ngữ báo động đâu, cái đó là hoàn toàn là có thể. Thành ra là tôi nghĩ rằng mình phải học những cái bài học mà từ cái trận dịch mà vừa qua đó, để mà mình đối phó nhá trong tương lai. Tôi thì tôi thiên về các cái can thiệp gọi là y tế công cộng hơn là can thiệp bằng thuốc. Vaccine và y tế công cộng hơn là can thiệp bằng thuốc. Thành ra là tôi nghĩ rằng là có lẽ là chúng ta vẫn phải duy trì cái mà chính sách mà ở Việt Nam chúng ta gọi là 5K đó, 5K vậy.
trong tương lai, và chúng ta phải thiết kế lại một số các cái phương tiện công cộng cũng như là cái cách làm việc để mà sống chung với nó trong trong tương lai. Thì cái này là mình đã bàn trong một cái bài cũng cũng tương đối lâu trước đây rồi, thành ra có lẽ mình cũng không cần nhắc lại những cái ý đó nữa. Xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Văn Tuấn. Kính thưa quý vị, các ý kiến của giáo sư Nguyễn Văn Tuấn cũng đã kết lại chuyên mục nhận định ngày hôm nay. Liên tục chương trình, kính mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Sống Vui Khỏe. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.